Hi, chào các bạn đã vào channel để học phát âm tiếng Anh Mỹ. Bài học hôm nay chúng ta học một cái nguyên âm mà rất là tương đối là dễ phát âm, bởi vì cái nguyên âm này trong tiếng Việt mình có cái nguyên âm tương tự như vậy. Bài học hôm nay có tên là double O sound. Tại sao gọi là double O? Là tại vì thông thường cái âm này nó xuất hiện trong những từ mà mình viết có hai chữ O. Thí dụ như trong từ to, các bạn học tiếng Anh ai cũng biết từ này, hoặc là như là sở thú đó, là zoo. Thì cái âm, phiên âm quốc tế á, nó được viết như là cái chữ U như vậy. Hoặc là đôi khi mình có một cuốn từ điển ở nhà lâu rồi thì nó có viết là hai cái dấu chấm nữa. Cái âm này như đã nói, nó rất là giống cái âm của cái chữ U của tiếng Việt mình. Thì khi phát âm cái âm này đó, cái môi của mình đó, nó phải chu ra. Cái phần sau của lưỡi, cái phần bên trong của lưỡi nó đưa lên. Cái đầu lưỡi nó đụng cái lợi răng dưới. Mình phát âm là U. U. Rất là dễ phải không các bạn? Cái phần khó là cái phần spelling, là cái phần chính tả đó. Tức là cũng một cái âm này, nhưng mà nó có thể được viết với rất là nhiều cách viết khác nhau. Thí dụ là nó có thể là O-O. Nó có thể là UI, nó có thể là O, nó có thể là U, nó có thể là OE, nó có thể là UE và nó có thể là EW. Bây giờ chúng ta hãy đọc thử một số từ như là chữ soon. Các bạn thấy là UN, SOUN, SOON thôi phải không bạn? Rất là dễ. Soon. Fruit. Move. Shoe. Sau đây chúng ta sẽ đọc thêm một số từ nữa và cuối cùng chúng ta sẽ so sánh cái âm này, âm double O sound, với lại âm the other U trong cái từ put. Put là đặt xuống đó nha các bạn. Put nó khác cái âm này và cái âm long U. Chúng ta sẽ phân tích nó sau. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào màn hình và cùng đọc theo những cái âm, những cái từ có âm double O sound. Như đã nói, âm double O rất là giống cái âm U của tiếng Việt mình. Tức là mình phát âm là U. Bây giờ chúng ta hãy đọc thử những từ này. Các bạn nghe mình đọc và các bạn đọc theo. Mình sẽ đọc một lần chậm, một lần nhanh để các bạn thật chậm để các bạn thấy cái âm này nó như thế nào. Và sau đó mình đọc cái tốc độ bình thường. Zoo. Zoo. Bruce. Bruce. Oodles. Oodles. Choose. Choose. Rude. Rude. School. School. Suit. Suit. Duty, hoặc là duty, duty. Fluent, fluent. Neutral, neutral. Movie, movie. Tooth, tooth. Maneuver, maneuver. Continuity, continuity. Blue and blue. Do, do. Shoe, shoe. Shampoo, shampoo. Tattoo, tattoo. Through, through. Who, who. Avenue, avenue. Truth, truth. Pull, pull.
Canoe, canoe. Sau đây chúng ta hãy so sánh âm double O sound với âm the other U, âm short U và âm long U. Thì các bạn thấy cái hàng trên màu đỏ, đó là cái phần phiên âm quốc tế. Thì các bạn thấy phiên âm quốc tế nó khác. Các bạn phải cần học những cái phiên âm quốc tế để các bạn có thể tự học được. Mình chỉ giúp các bạn một số từ thôi. Thì các bạn biết cái âm. Khi các bạn biết cái âm, các bạn biết cái cách phiên âm của nó, thì các bạn sẽ học được những cái từ mới. Khi các bạn tra từ điển thì các bạn sẽ biết, khi các bạn thấy cái ký hiệu đó là các bạn sẽ nhớ đến, ồ, cái chữ này nó giống trong cái chữ to, giống như cái chữ U của Việt Nam mình, thì các bạn sẽ đọc được hết. Nếu mà các bạn dùng như mình xài từ điển dictionary.com, thì họ dùng những cái phiên âm quốc tế, cái phiên âm của họ nó như thế này, nó không có giống cái IPA. Tức là cái âm double O đó, họ sẽ viết là hai chữ O. Cái âm other U đó, họ viết thành hai cái chữ O mà nó nghiêng nghiêng. Cái âm mà short U đó, thì họ viết là cái chữ U và chữ H, nó là ơ. Và cái âm long U đó, là họ viết thêm cái chữ Y và hai cái O. Thì nếu mà các bạn so sánh double O sound và long U, thì các bạn thấy nó hầu như là nó y chang, nó chỉ khác nhau cái phần đầu. Tức là cái long U nó thêm cái chữ giờ của tiếng Việt mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy, nếu mà các bạn nào chưa xem qua cái bài The Other U sao, thì các bạn xem bài 11, hoặc là bài Short U là bài số 10, và bài Long U là bài số 9, thì các bạn sẽ hiểu hơn. Như đã nói, cái âm double O sao và cái âm Long U nó có một cái sự liên hệ nó rất là gần, nó chỉ khác nhau là cái âm giờ phía trước của cái âm Long U. Bây giờ chúng ta hãy đọc thử để chúng ta so sánh. To, put, sun, cute. Các bạn thấy cái chữ cute nó có cái âm giờ sau cái chữ cờ đó. Tức là mình nếu mà mình chậm lại nó sẽ là c, y, u, t, cute. Cái chữ này tức là thức ăn. Mình sẽ đọc là food, F-U-D ha các bạn ha, food. Trong khi cái chữ này, đây là cái phần khó, tức là các bạn vẫn thấy hai cái chữ O trong cái spelling, nhưng mà cái phát âm nó khác. Cái chữ này sẽ phát âm là good, trong khi chữ này là food, nhưng mà chữ này lại là good. Mình nếu mà mình phát âm sai đó, mình phát âm lộn hoặc âm double O, thì cái chữ good nó sẽ thành là good. Không có ai phát âm là good nha bạn. Có lẽ là người Liên Xô hoặc là những cái người mới học tiếng Anh thì phát âm sai như vậy thôi. Chứ nếu mà phát âm đúng, cái chữ food là âm U, và cái chữ good là cái âm hơi giống cái âm U, hay là cái âm U của tiếng Việt mình. Cái âm short E, short U thì nó khác hoàn toàn. Chữ này sẽ đọc là cut. Nhân đây mình cũng nhắc là cái âm short U là nó giống như là cái âm ớ hay là ơ của tiếng Việt mình. Thì thật sự ớ và ơ nó chỉ khác nhau về cái độ cao thôi, chứ cái lưỡi và cái môi nó vẫn nằm y chang nhau. Tức là về nếu mà các bạn học nhạc thì các bạn sẽ biết là cái âm ớ nó cao hơn, nó giống như nó có dấu sắc, trong khi cái âm ơ là nó không có dấu sắc vậy thôi. Chữ này đọc là few, f y u nha các bạn, few. Mood, book. Đây các bạn thấy cái chữ cuốn sách nó cũng phát âm hai chữ O, nhưng mà nó lại không phải là âm double O sound, nó là âm the other U. Mình đọc nó như là ơ vậy đó, mình đọc là book, mình không đọc là book nha các bạn. Nếu mà đọc âm double O sound mình đọc là book là sai nhé, nó là book. Mood, book. Done, you. Thì cái chữ U là các bạn thấy là nó phát âm là giờ U thôi, là U. Shoot, should. Các bạn thấy cái chữ này nè, các bạn chữ should mình dùng rất là nhiều. Nó không có cái âm double O nha các bạn, nó là âm the other U. Các bạn nào muốn biết thêm về âm the other U, các bạn nên xem bài 11. Nó sẽ phát âm là should. One, use.
Hẹn gặp lại các bạn trong bài sau. Nếu các bạn thích, xin vui lòng nhấn subscribe để được email khi mà có bài mới. Tạm biệt các bạn.